xin lỗi. Cái anh này. Tôi xin lỗi. Cô. Nè, nè chị ơi, đứng lại giúp tôi. Ê cô kia, cô chạy xe kiểu gì vậy? Cô có biết là cụp ngang đầu xe của người khác như vậy là nguy hiểm lắm. Cô muốn chết hả? Tôi xin lỗi, nhưng mà tại vì á, tôi đã ra tín hiệu cho anh bóp kèn rất là nhiều lần, mà tại anh không chịu nghe thôi. Chạy mô tô mà làm sao nghe được? Cô nhìn đi, xe tôi phân khối nào, còn xe cô phân khối nào? Tôi cũng vòng vo với anh nữa. Anh trả lại bộ hồ sơ cho tôi đi. Hồ sơ gì? Cái bộ hồ sơ anh lụm được trong nhà sách hồi nãy đó. Giờ anh trả lại cho tôi đi. Nè, tôi đây coi coi. Tôi nói là không được rồi mà. Cô làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Đánh ra đi. Tôi chỉ muốn tìm bộ hồ sơ của tôi, nó rất là quan trọng. Tôi nói là không được. Bỏ ra đi. Cô làm gì vậy? Anh không lấy hồ sơ mắc gì sợ chứ? Cô tiếp tục như vậy tôi gọi công an đó. Tôi phải tìm cho bằng được. Buông ra đi. Đâu rồi? Nè. Rách áo người ta rồi kìa. Rách áo của người ta rồi. Rách áo ta kìa. Người ta nói không có lấy mà nè. Tôi nói là tôi không có lấy mà. Xin lỗi anh tìm ai vậy? Chào cô. Cô cho tôi hỏi đây có phải là văn phòng của luật sư Lê Thanh Phúc không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà chắc anh ngày mai quay lại nha. Tại vì bây giờ văn phòng luật sư đã nghỉ rồi. À, tôi muốn đến đây để trả lại bộ hồ sơ tôi đã nhặt được. Ừ, hồ sơ. Nếu là hồ sơ của văn phòng thì anh đưa cho tôi cũng được. Nhưng mà cô là ai à? À, tôi là thư ký của văn phòng luật sư ở đây. Chú ba của tôi là luật sư Lê Thanh Phúc, là chủ văn phòng luật sư ở đây. Và đây cũng là nhà của chú tôi. À, mong cô thông cảm giùm. Tôi chỉ muốn đích thân trả lại bộ hồ sơ tôi đã nhặt được của người đánh rơi tại hiệu sách tôi. À thôi, tôi chào cô nha. Chắc tôi sẽ quay lại đây sau.